Hot TikToker Quỳnh Như đi đẻ nhiều trảy hội. Mười mấy gần 20 con kéo lô tô ra đánh nha. Kinh chữ lộn sụm. Chữ lộn sụm. Ép bác sĩ đón con đúng lúc để cho đẹp giờ hoàng đạo. Sĩ ơi, đúng 10 giờ phải bắt con em ra nha. Giờ qua hoàng đạo sĩ phải bắt con em ra. Mẹ chồng cấm hành sự 3 tháng sau sinh. Chính X Bạc Liêu trở nên nổi tiếng với nhiều clip làm từ thiện trên mạng xã hội TikTok. Cô nàng còn đồng hành cùng rất nhiều chương trình trong việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Trước điều này, nhiều người cũng tò mò về gia thế và cuộc sống của Quỳnh Như. Trong một chia sẻ với chương trình Chat cùng mẹ bỉm sữa, hot TikToker Quỳnh Như đã kể về hành trình đi đẻ với nhiều cảm xúc của bản thân và cũng từng gây náo loạn cả bệnh viện. Khi nhận được thông tin mang thai, cô nàng đã khóc trong nhà vệ sinh vì lo lắng ở tuổi 23 làm mẹ, không biết những vấn đề gì sẽ xảy ra. May mắn khi có ông xã an ủi và quan tâm chăm sóc. Trong thời gian mang thai, Quỳnh Như tăng 40kg, bị chồng ép ăn liên tục, nữ TikToker chia sẻ. Trong thời gian đầu, tôi bị áp lực do tăng cân, nhiều khi cũng nằm khóc. Xong chồng tôi nói là sinh con thì không cho nó được gì hết, chỉ có sức khỏe cho nó thôi, nên cố ăn để dồn sức khỏe cho con, thấy con mạnh khỏe thông minh, mình thấy mình hy sinh vóc dáng là xứng đáng. Đáng chú ý đến thời điểm sinh con, người đẹp cho biết gia đình đi đẻ như trảy hội khi mười mấy gần 20 con người vào chơi đỏ đen, hò hét ầm sầm. Sau đó người đẹp được chuyển vào sinh mổ, thời điểm đó tăng hơn 90kg nên khó khăn trong việc di chuyển. Cô còn dặn bác sĩ là đúng 10 giờ phải bắt con ra vì đúng giờ hoàng đạo. Sau đó bệnh viện nhắn chúc mừng đã sinh một bé gái. Chồng Quỳnh Như đã rất lo lắng vì trước đó siêu âm con trai, anh chạy vào phòng sinh và hỏi thì bác sĩ báo là con trai, do bệnh viện báo nhầm. Khi về nhà, con khóc liên tục trong nhiều tháng, gia đình của Quỳnh Như cũng khóc theo con bởi vì sốc không biết phải làm như thế nào. Đến khoảng 1 tháng em bé mới trở lại tình trạng ổn định. Chưa kể vợ chồng Quỳnh Như tiếp tục gặp cả khó khi mẹ chồng không cho hành sự vì sinh mổ. Vợ chồng cô đã hỏi bác sĩ là 15 ngày, nhưng vì mẹ chồng kỹ tính nên cấm con chăn gối. Dennis Bạc Liêu nói thêm, mẹ chồng người đẹp canh chừng kỹ lưỡng hai vợ chồng, sau 3 tháng mới được hành sự với nhau. Được biết Quỳnh Như là nữ TikToker sở hữu tài khoản mạng xã hội có đến hàng triệu người theo dõi. Hot girl Dennis được biết đến là nữ đại gia khi có sự nghiệp kinh doanh riêng, sở hữu cơ ngơi đồ sộ và nhiều siêu xe bạc tỷ. Dù vậy, Quỳnh Như vẫn nhận về nhiều sự yêu mến vì hình ảnh gần gũi giản dị và không kém phần hài hước trong những video. Ngoài việc hay tung ra những clip nấu ăn hay tâm sự chuyện đời tư, cô nàng còn thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện khiến dân tình ngưỡng mộ. Cụ thể, ngôi nhà nằm trên đường Võ Thị Sáu, thành phố Bạc Liêu được hot TikToker Quỳnh Như tân trang để làm bếp ăn không đồng cho bà con nghèo. Ngôi nhà có chiều ngang 8m, dài hơn 30m, trị giá gần 6 tỷ đồng. Phía trước được làm bếp ăn không đồng dành cho người nghèo, phần còn lại phía sau sẽ xây thành các phòng tiện nghi dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người cô gia cư không có nơi nương tựa hay sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được ở miễn phí. Nói về lý do chọn ngôi nhà cũ kỹ này, hot TikToker chia sẻ, cô muốn chọn địa điểm để thực hiện ước mơ căn bếp ăn không đồng phải ở gần nhà công tử Bạc Liêu. Đó là địa điểm có ý nghĩa lớn về lịch sử và hình ảnh gắn bó với rất nhiều con người Bạc Liêu qua bao thế hệ. Quỳnh Như đã chờ cơ hội săn cho bằng được căn nhà trong phạm vi 5km cách nhà công tử Bạc Liêu. Giờ đây, quý tử nhà Quỳnh Như đã hơn 3 tuổi, cậu bé còn được mở một kênh YouTube riêng và sở hữu lượng người theo dõi khủng không kém bà mẹ. Những khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con khi đăng tải cũng nhận được sự tương tác nhiệt tình của cư dân mạng. Câu chuyện sinh con của hot TikToker Quỳnh Như khiến ai cũng phải bật cười vì những điều thú vị từ mẹ bỉm. Khác với nhiều người, cô nàng không có quá nhiều áp lực kinh tế hay tinh thần do được gia đình quan tâm hết mực. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.